Chào các bạn nha, đây là bé mèo dưa nhà mình. Là một bé mèo được mình đang vuốt ve bé. Bé rất là đáng yêu nha. À, các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ủng hộ bé mèo dưa nhà mình. Mèo dưa ngoan lắm.